Mình chào các bạn. Buổi chiều hôm nay cũng khá là muộn rồi. Mình đang có mặt ở tại cửa hàng Xe Mai Duyên. Bên ngoài thì trời đang rất là mưa. Và mình sẽ cùng với bạn Hiên mang đến cho các bạn một cái thông báo mới. Địa chỉ cửa hàng là ở số 67 đường Triệu Nương ha, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Đó, thật xa đó là bạn Hiên đó các bạn. Xin chào các bạn, mình là Hiên. Chắc các bạn cũng biết mình rồi ha. Có thể là có nhiều bạn cũng biết rồi. Thì sau bao ngày trông ngóng rồi, cũng như là bây giờ thì mình đã quay lại với các bạn với một cái chương trình có ưu đãi mới cực kỳ sốc trong cái dịp lễ là ngày Quốc Khánh này nha các bạn ơi. Và đây, okay. Hôm nay là ngày 1 tháng 9. Và mình cũng xin thông báo luôn là sắp tới đây thì mình với anh Khải sẽ có một cái buổi livestream vào ngày 2 tháng 9 tới đây nha các bạn. Vào lúc là 5 giờ cho tới là 7 giờ nha các bạn. Và bên mình sẽ có những cái ưu đãi cực sốc trong cái ngày lễ Quốc Khánh này nha các bạn ơi. Nào, mình bây giờ mình dẫn các bạn đi ra sau nha. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ đi ra sau để vô cái ưu đãi nha. Đây, mình xài góc rộng đi cho các bạn thấy là bên mình hiện tại trời mưa. Nhưng mà khách thực sự vẫn rất là đông. Đây, có khách nhí nữa nè các bạn. Quay Thái là một cái dòng mà không thể bỏ qua trong buổi livestream của mình với anh Khải. Các bạn ơi, Quay Thái 125 này thì trong buổi livestream tụi mình vẫn sẽ giảm 3 triệu nha các bạn. Là chỉ còn từ 74 triệu 400 thôi các bạn ơi. Và giá này là đã bao gồm VAT cho các bạn rồi nha. Đó, thì bên mình Quay Thái là có đầy đủ các màu luôn hết các bạn ha. Từ đỏ mận đời 23 nè, trắng đỏ nè, đen đỏ nè, xanh nè, trắng xanh nè, rồi đỏ bóng, đỏ nhám, nói chung là đầy đủ hết nha các bạn. Các bạn chờ cho buổi livestream này nha, Quay Thái giảm cực sốc cho các bạn. Ngoài ra thì vẫn sẽ tặng cho các bạn bộ quà tặng hai nón, áo thun, áo mưa, móc khóa, tặng cho các bạn kính kiển nha. Tiếp tục là tất cả các dòng mà xe nhập nè, xe của Honda Việt Nam nè, thí dụ như là ADV, BCX hoặc là Quay 110 này các bạn, hoặc là Cup nè. Đó thì bao gồm cả các dòng phụ trợ luôn. Thì bên mình sẽ giảm từ 500 cho tới 1 triệu cho các bạn nha. Đây, anh Khải sẽ quay một vòng cho các bạn xem ha. Đó. Rồi, tiếp theo một dòng nữa không thể bỏ qua nữa các bạn ơi. Đó là xe 50. Đúng rồi, xe 50 không cần bằng lái nha các bạn. Dành cho học sinh nè, phụ huynh nè, những người mà người ta không còn bằng lái, hoặc là người ta chạy ở cái tầm mức 50 phân khối là ok đó các bạn. Thì trong hôm nay, trong buổi livestream của ngày 2 tháng 9 nha các bạn, thì mình sẽ giảm. Từ lâu rồi thì dòng 50 là bên mình không có chương trình nhiều nữa các bạn, tại vì giá nó đã cực kỳ hấp rồi. Đúng cực rồi. Kỳ sốc rồi các bạn. Đúng rồi. Nhưng hôm nay livestream ngày 2 tháng 9 nha các bạn, là bên mình vẫn sẽ giảm cho các bạn 500.000 đồng. 500.000 đồng. 500.000 đồng nha các bạn. 500.000 đồng như là nha. Hình như mình nhớ là lúc đó là có dịp Tết. Tết là mình mới giảm thôi bạn. Đúng rồi. Và bây giờ là lặp lại một lần nữa, giảm cho các bạn 500.000 đồng nha các bạn. Đó. Nào các bạn, mình với Hiền vào kho xe 50 luôn nha. Dạ. Thường là xe 50 này á, bên mình cũng có livestream và giảm dữ lắm là 200 ngàn thôi các bạn nhớ không, những buổi trước. Nhưng mà lần này á, là đặc biệt là cửa hàng sẽ hỗ trợ tối đa cho các bạn học sinh. Đây là khu vực xe nhập nè các bạn. Mình ghé qua đây chút không Hiên? Đúng rồi, mình qua đây chút không đi. Em mở cái đèn hết luôn đi Hiên, còn chưa đủ đèn á. Thì đây là dòng xe nhập như ADV, BCX, Scoopy, Vario. Với nhắc luôn nè, Vario đang tuần lễ vàng nha. Đang tuần lễ vàng. Đúng rồi, Vario là đang có một cái chương trình riêng của Vario các bạn. Vario đang được giảm cái giá cực kỳ sốc luôn. Còn chỉ có 41 triệu 900 là khóa thông minh thôi các bạn ơi. Đúng rồi. Và nó sẽ có những cái giá quay về đầu 39 mấy nữa các bạn. Đúng đó, rồi. Tại vì nó là bản khóa trì à. Thấy các bạn ha, rất là cực kỳ ưu đãi luôn. Là Vario như các bạn, tranh thủ trong buổi livestream đi. Tại vì chỉ có một buổi đó thôi các bạn ơi. Các bạn không biết rồi, chỉ một buổi thôi. Và những buổi sau này cũng không biết buổi nào nữa các bạn. Nên là các bạn tranh thủ nha. Nhớ là gì? Nhớ là nạp tài khoản sẵn nha các bạn. Đúng rồi. Nhiều bạn là kêu mình đợi nhưng mà mình không có đợi được. Nhiều khi mình cũng muốn lắm nhưng mà mình chỉ chấp nhận những cái giao dịch mà trong buổi livestream thôi. Đó thì hôm nay mình cũng xin nhắc lại cho các bạn ha. Rồi ngoài ra là các cái dòng như BCX nè, ADV nè, Vario 160 mà nhập Indo nè, hay là Scoopy đó các bạn. Thì bên mình đều có chương trình hết nha các bạn ơi, tất cả các xe luôn. Cho nên là các bạn cố gắng tranh thủ với mình ha. Rồi tiếp tục. Ok. Đây, ở đây là có những cái dòng xe là như là xe máy điện nè, xe đạp điện nè, cũng có chương trình luôn các bạn ơi. Và nó có thể giảm lên đến 1 triệu đồng một nha. 1 triệu luôn đó các bạn. 1 triệu luôn các bạn, tại vì những cái dòng này là dòng mới về. Mình sẽ chạy chương trình cho nó để cho các bạn là
xem qua nè, các bạn có ý định các bạn cũng có thể là mua liền luôn đó. Đây rất là bao nhiều nha, xe mẫu mã đa dạng. Cứ mình nói luôn nè, về xe đã qua sử dụng á, thì các bạn phải đến trực tiếp cửa hàng đi cho nó ok hơn. Đúng rồi. Tại vì xe này mình phải đến nổ máy rồi kiểm tra rất là nhiều thứ ha. Nói chung là mong các bạn thông cảm, nhưng mà những cái dòng xe cũ á, trong buổi livestream hoặc là trong cửa hàng mình trên video các bạn nhờ nhân viên tư vấn đó, thì các bạn không chỉ hỗ trợ tại cửa hàng được thôi, tại vì bắt buộc là phải có thợ để đời máy, gắn bình, châm xăng. Đúng rồi. Đó, cho nên là bắt buộc phải có thêm thợ đi kèm với người bán nữa. Với đôi khi á, bên mình sẽ làm ok hết để các bạn mua về, chỉ việc chạy thôi. Thì đến đây mua cho nó dễ các bạn. Đây rồi, mình đang tiến vào kho xe 50 siêu to khổng lồ. Đây là kho xe 50 nha các bạn ơi. Đầy đủ các dòng luôn, từ Alpha nè, Cup nè, Sigurd nè, Exciter nè. Xe của ớt của em như là Elegant, Angela nè, rồi Kimco, Visa đâu đó các bạn. Cho tới những cái dòng xe tay ga như là Espago Detest nè, rồi xe Victoria nè, nói chung là đầy đủ hết nha. Đó, các bạn có thể xem qua cúp đèn vô nữa nè các bạn. Đó, và có những cái kiểu dáng rất là dễ thương nha các bạn, đang có chương trình giảm riêng của tụi nó nữa các bạn. Nói chung là đầy đủ nha các bạn hết. Và trong buổi livestream ngày 2 tháng 9 này, mừng ngày Quốc Khánh, thì tụi mình sẽ giảm 500.000 đó. Các bạn nhớ luôn. Nghe tới 500 ngàn lẫn đó, 500 ngàn nha các bạn. Cho nên là video này mình quay cận là vậy đó các bạn. Giảm sâu quá. Đúng rồi. Mình sẽ cố gắng tối nay về mình úp sớm. Có lẽ là 7 giờ tối nay. Đúng rồi. Là 19 giờ đó các bạn. Đây là các bạn nào có duyên á, thì nhớ tranh thủ cho buổi livestream nha. Đúng rồi đó. Mà nhớ nè, tài khoản nè. Đúng rồi, phải có sẵn nha các bạn. Chứ nói không không tụi mình không có chốt luôn nha. Tụi mình bắt buộc là trong giao dịch, trong buổi livestream nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đó nha. Đó, đây các bạn, xe 50 chứ nhiều. Các bạn còn nhớ một cái nữa nè, là tặng gương. Đúng rồi. Chỉ có chốt cho buổi livestream mới tặng cái gương thôi. Mà cái ngay cả xe 50, đúng rồi. Xe 50 mình vẫn tặng đầy đủ như là đúng những rồi. Cái xe khác luôn. Là hai nón, áo thun, áo mưa, móc khóa nè. Tặng luôn kính kiển nè. Rồi xe lắp ráp sẵn, chăm sẵn, xăng nhớt luôn. Đó. Vậy còn phần ship thì sao ta? Có nhiều bạn coi video anh Khải rồi thì chắc các bạn cũng biết là bên mình sẽ hỗ trợ ship cho các bạn. Thì bây giờ mình đúng cũng rồi. Xin nhắc lại luôn là bên mình sẽ hỗ trợ ship là quốc lộ 1A từ thành phố Hồ Chí Minh cho tới thành phố Cà Mau nha các bạn. Và bên mình sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí ship tuyến quốc lộ 1A từ Hồ Chí Minh cho tới thành phố Cà Mau. Ngoài ra thì ví dụ như các bạn ở những cái tuyến khác đi thì tụi mình vẫn có hỗ trợ ship. Ví dụ như lên tới quốc lộ 1A Hồ Chí Minh đi, tụi mình miễn phí ship. Rồi từ Hồ Chí Minh các bạn đi ra Long Xuyên, An Giang hay đâu đó thì các bạn chỉ thu thêm có 300 ngàn thôi các bạn. Là bên mình sẽ đi tải chuyên dụng có thang nâng luôn. Hoặc là các bạn ra Hà Nội đi thì bên mình sẽ có tuyến đường đi ra Hà Nội chỉ lấy có 500 ngàn thôi các bạn ơi. Đó là bên mình sẽ hỗ trợ phí ship cho các bạn nữa nha. Đó nên các bạn cứ yên tâm ha. Và xe thì bên mình sẽ có quấn test đầy đủ cho các bạn luôn. Có video quấn test cho các bạn. Các bạn nhận xe, các bạn kiểm tra xe ok, các bạn lấy xe. Đó, đầy đủ okay. hết cho các bạn. Sang gần như là đầy đủ hết luôn rồi. Đúng rồi. Đây, đang trở lại kho xe quay Thái. Đúng rồi các bạn ơi. Rồi, vậy thì video thông báo tới đây thì cũng tạm hết. Hẹn các bạn trong buổi livestream ngày 2 đến nhất. À, mình chưa có báo thời gian với các bạn đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Thời gian, thì thời gian. Mình cũng xin báo luôn là buổi livestream sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 9 vào lúc từ 5 giờ cho tới 7 giờ tối nha các bạn. 5 giờ chiều cho tới 7 giờ tối nha các bạn, chỉ trong vòng 2 tiếng thôi. Cho nên là các bạn tranh thủ, ngoài ra thì tụi mình cũng sẽ có những cái mini game chơi vui vui với các bạn nè. Đó, đúng và rồi. Những cái phần quà hấp dẫn để trao cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng cũng như là kênh YouTube Khải Phạm. Đó, hẹn gặp lại các bạn sớm nha. Nhớ đặt okay. lịch nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kết thúc video luôn nha. Và rất là mong chờ để gặp các bạn trong buổi livestream vào tối ngày mai. Chào các bạn nha.